Xin kính chuyển đến thầy Thanh Nguyên, Ban Hồi Niệm Liên Hoa, Quảng Ngãi, và chúng con kính mời máy Trần Thị Tính, pháp danh Diệu Toàn, chuẩn bị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý ngài, kính thưa thầy Diệu Âm Tịnh Hải, kính thưa quý vị đồng tu trên đường Zoom thế giới. Đạo tràng chúng con xin hỏi một câu: hàng phàm phu chúng con nghiệp chướng sâu nặng, chúng con nghe thầy giảng hàng ngày trong quyển để hiểu thấu và hành đúng, nhưng chúng con nghe rồi lại quên, chưa thực hiện được những điều mà trong sách thầy đã dạy. Kính thưa thầy, giảng giải cho đạo tràng chúng con tu hành như thế nào là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, để chúng con hành cho đúng, để cuối cuộc đời chúng con được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Chúng con thành kính tri ân thầy Tịnh Hải. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ bác thôi thầy Thanh Nguyên. Đạo tràng của thầy có người nghe rồi quên, thì con trình bạch với thầy chính Tịnh Hải này, nghe rồi cũng quên, quên nhiều lắm. Chỉ nhớ cái câu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương là được bạch thầy. Cho nên mong các bà, các má đừng bắt mình phải nhớ. Nhớ nhiều quá nặng bụng lắm, nhức đầu lắm. Hãy nhớ một câu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Và vì mình ưa quên như vậy cho nên mong các bà, các má chư vị đồng tu rất cần người hộ niệm đến bên cạnh mình nhắc nhở cho mình. Họ nhắc nhở từ bây giờ, nhắc nhở cho lúc mình yếu, nhắc nhở ngay trong lúc mình chuẩn bị xả bỏ bao thân. Nhờ những người nhắc đó nên mình phải nhớ lại mà thực hiện những cái gì còn và bỏ những cái gì không còn. Cho nên những người nào mà càng quên chừng nào càng cần người hộ niệm nhân đó. Vô tình chính cái quên này thúc đẩy cho chúng ta kết hợp chặt chẽ với ban hộ niệm, và chúng ta sẽ là người vãng sanh sớm lắm đấy, dễ lắm đấy nha chư vị. Bây giờ pháp hộ niệm có ba cái điểm kỵ là hoài nghi, xen tạp và gián đoạn. Hồ nghi là để đối trị, là nghịch với chính tâm. Gián đoạn là đối kỵ với niệm Phật, và xen tạp tối kỵ với gì? Đối chiều về cái gì? Chuyên nhất, đúng, chuyên nhất. Niệm Phật phải chuyên nhất, đừng trên tập. Nghĩa là hồi giờ mình tu nhiều thứ rồi, những cái thứ đó nó tạo nên phước báu của chính mình. Nhờ cái phước báu đó mà kết hợp đến hôm nay mình gặp được cái câu A Di Đà Phật. Đây là nhờ cái phước báu tu tập trong nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ. Nó đúc kết lại làm cho mình tin câu A Di Đà Phật, và tin câu A Di Đà Phật, niệm câu A Di Đà Phật thì theo như hòa thượng Tịnh Không nói là mình đã lên cái đỉnh cao của Phật pháp rồi, cớ chi mình phải chùi xuống. Ngài nói giống như một cái đỉnh núi có cái tháp tháp nhọn như thế này, mình đã lên tới đỉnh rồi thì lên tới đỉnh rồi để đi thẳng về Tây phương Cực Lạc luôn đi, cớ chi là leo 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 trèo 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 trường trường xuống, tuột xuống dưới đó mà tìm những cái gì khác dưới này. Chính vì thế mà ngài nói xen tập là cái đại tối kỵ của pháp môn niệm Phật.
Cho nên mong các bà các má nghe những lời này. Thì bây giờ mình quên hết trơn đi mà chỉ nhớ một câu A Di Đà Phật là đủ. Và nhớ nhé, một câu A Di Đà Phật niệm lên để cầu vãng sanh, chứ không phải một câu A Di Đà Phật nhớ niệm để cầu những cái gì khác. Nếu cầu những cái gì khác tức là chúng ta từ đến đỉnh lại muốn tìm những cái phía dưới, không tốt đâu. Hòa thượng Tịnh Không thường hay giảng, ví dụ như thành tựu đạo quả là lên tới cái đỉnh đó, thì người ở phía đông cứ một đường phía đông mà đi, người ở phía tây cứ một đường phía tây là đi, người ở hướng bắc cứ một đường hướng bắc mà đi lên, đường nào nó cũng tới đỉnh núi đó. Nếu đi một đường thì có cơ duyên lên tới đỉnh. Nếu đi nhiều đường tức là cái gì, nay thì đi hướng tây, hướng tây chưa xong thì chạy qua hướng bắc chưa xong thì chạy qua hướng đông, chạy qua hướng nam, chạy lòng vòng cứ mãi mãi chạy dưới trong núi, không bao giờ lên tới đỉnh núi được, tức là học đạo không bao giờ thành tựu. Chính vì thế mà khi chúng ta gặp cái pháp môn niệm Phật, chính Đức Thế Tôn đã luôn luôn nhắc nhở chúng ta là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì một đời này chư vị có hy vọng, có hy vọng thôi chứ chưa chắc chắn sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì như vậy thì mình một lòng một dạ tin tưởng không hoài nghi, nhất định chuyên nhất không xen tạp, và nhất định không gián đoạn. Thì gián đoạn này có nghĩa là sao? Xin thưa với chư vị là phàm phu chúng ta thì phước báo yếu, cho nên phải đi làm kiếm tiền để sống. Đi làm kiếm tiền để sống thì không thể nào đang lúc làm mà mình niệm Phật được. Mình niệm Phật mình làm coi chừng chú đuổi. Như vậy thì chúng ta bắt buộc phải có sự gián đoạn. Nhưng mà xin thưa với các bà các má, cái gián đoạn này hoàn toàn không phải là gián đoạn con đường đi về Tây Phương Cực Lạc chúng ta đâu, mà chỉ là nó yếu về cái phần công phu. Cho nên hãy cái tu là niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Lúc làm chúng ta tạm thời làm không niệm Phật được thì lúc đó gián đoạn. Thì cái sự gián đoạn này không phải là hệ trọng, mà cái tâm gián đoạn mới là hệ trọng. Đấy, chúng ta lại trở về cái vấn đề là tất cả đều do tâm tạo. Thì Ngài Triệt Ngộ Đại Sư nói là vì niềm tin không đủ nên mới gián đoạn. Ví dụ như người niệm Phật rồi mà nghĩ rằng câu Phật hiệu không đủ đưa mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, vay cái này một chút, vay cái kia một chút, mượn cái pháp nọ yểm trợ vào, thì những người mà vay cái này vay cái nọ đó, đó chính là gián đoạn. Chính là Ngài Tịnh Không nói hôm nay ta đi đường hướng đông, đường hướng đông thì không lo chuyện đường hướng đông, lại lo nghiên cứu cái đường tây, thấy đường tây hay quá thì chạy qua đường tây, là do mình tin rằng tay đường hướng đông này không đủ lên tới đỉnh núi, cứ chạy mãi 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 như vậy. Cho nên thành ra chúng ta bị gián đoạn. Cho nên nói chung lại, tất cả đều ở tại cái niềm tin không đủ. Vì niềm tin không đủ cho nên không mạnh dạng y giáo phụng hành lời Đức Thế Tôn dạy, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì nhẫn đến 10 niệm trước khi xả bỏ báo thân cầu vãng sanh, mà không được vãng sanh thì A Di Đà Phật thề không thành Phật. Mà xin thưa với chư vị, chư Phật mười phương ba đời cũng thề không thành Phật khi chúng ta niệm được 10 niệm câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mà không được vãng sanh nữa. Tại vì chính Đức A Di Đà phát thệ, nếu mà đại thể của Ngài không được 10 phương ba đời tất cả chư Phật hộ niệm đồng ý hỗ trì vào thì Ngài thề cũng không thành Phật luôn. Cho nên chư vị, tất cả 10 phương ba đời chư Phật hiện tại bây giờ đang khuyên chúng sanh niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, cớ chi chúng ta để tìm tới một quốc độ khác, để cho các vị Phật đó cũng mau mau lại khuyên chúng ta hãy mau mau niệm A Di Đà Phật để trở về Tây Phương Cực Lạc.
Mong chư vị nhớ được như vậy thì cứ quyết chí một lòng niệm A Di Đà Phật. Từ bây giờ cho đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp tương lai, chúng ta vẫn còn phải niệm A Di Đà Phật đấy. Mong chư vị một đời này niệm A Di Đà Phật về Tây Phương thành Phật đi, đừng để tới vô lượng kiếp nữa, chúng ta khổ nạn lắm đây nha. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân thầy.